dịch corona hay tránh xa người ra, dịch này mà lây lan nhanh sẽ đeo khăn qua địa cầu. Cười chưa? Cười chưa? Có cười tôi chưa thấy luôn á, vui lắm. Xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và cũng như xin chào bạn gái bên kia. Anh tên là Nguyễn Xuân Quế, năm 1985, quê quán ở Tây Ninh. Quế đang làm công việc gì? Dạ, trước kia thì em chạy xe chở ship, nhưng mà hiện tại thì mới nghỉ đây. Hiện tại thì đang mua một chiếc xe tải, đang đi bán trái cây, giao trái cây cho người ta. Là hồi trước là mình làm tài xế để mình chở sếp. Dạ. Rồi bây giờ là nghỉ, nhưng vẫn làm nghề tài xế, mà giờ lên chạy xe tải. Dạ, tại vì muốn ra kinh doanh riêng cho mình. Trái cây là trái cây mình chở cho người ta hay là mình tự kinh doanh luôn? Đi vô vườn lấy trái cây về bỏ cho người ta kinh doanh. Mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào em? Ở Dĩ An, Bình Dương. Dĩ An, Bình Dương là cũng gần thành phố đúng không? Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Bạch Ngọc, em là giáo viên mầm non, sinh sống làm việc ở quận Thủ Đức luôn. Gia đình em thì cũng có 8 chị em gái, với lại còn 8 chị em gái. Em thứ mấy? Em út. Em là út. Rồi mấy chị gái là lập gia đình hết chưa? Mấy chị gái lập gia đình hết rồi. Còn một mình em nữa thôi đó phải không? Nên là hiện tại là em sống với mẹ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi cưng? Em 83. 83. Nhất gái lớn 2 gì trai lớn 1. Dạ. Chịu câu này không? Dạ chịu. Bây giờ em giới thiệu xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là quan tâm đến người khác và chăm sóc gia đình. Rồi luôn chủ động trong cái công việc. Còn cái điểm yếu của em là có đôi lúc có cái lời nói của em đối với lại những người thân quen thì hơi thẳng thắn, nhưng mà tuy nhiên với nó vẫn nhẹ nhàng, nhưng mà không có xúc phạm tới người khác, chỉ là thẳng thắn để cho hiểu nhau hơn thôi. Dạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nó cũng lâu lâu hơi hay quên. Hay quên. Dạ. Thôi những cái đó là cũng những cái trời ơi giờ ai cũng vậy, nhiều khi công việc nhiều quá là mình cũng quên tạm thời thôi. Dạ. Chứ cái gì cần nhớ là nhớ rất dài đúng không? Đó, phụ nữ hay vậy tôi biết mà. Rồi vậy còn bạn vui lên, trời ơi hẹn hò các bạn gái sao mặt buồn so vậy? Tại gung. Gung gì mà gung. Rồi sao điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm gia đình, chăm sóc cho gia đình vợ con. Một cái đam mê của em là đam mê ca hát với là âm nhạc. Làm một đoạn liền đi cho bớt gung, rồi nói tiếp. Mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn quàng vàng. Quên lại. Ba câu rưỡi á. Quên lại. Bốn câu mà mới có ba câu rưỡi à? Có kế hoạch đám cưới chưa? Dạ có. Bao lâu nữa? Bạn bên kia cho cơ hội để làm quen thì hai người tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy hợp với nhau thì em sẽ tiến tới. Rồi. Thế bên đây em sao? Tình trường bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có quen, nói chung là hồi lâu rồi có quen một anh đó, nhưng mà sau đó thì vì cái tính tình cũng không hợp nhau á nên là chia tay. Chia tay rồi sau cũng có người thích em, nhưng mà em cảm giác là không có đến được nên là không có tìm hiểu, từ đó tới giờ là vẫn chưa quen ai. Là rốt cuộc là có một anh. Một anh là em cảm thấy là sâu sắc trong đó. Quen được bao lâu? Cũng mấy tháng thôi. Có mấy tháng thôi, làm sao sâu và sắc? Không phải, nhưng mà tại vì cũng hai bên gia đình biết nhau nên là cũng dự định là tiến tới hôn nhân. Đó nên mà vì... Tại sao chia tay? Chắc cũng có một số hiểu lầm nhau mà anh đó anh kiểu như là không tiện để nói ra. Ví dụ cụ thể cái hiểu lầm gì? Về những cái công việc của ảnh, thời gian không dành nhiều cho mình. Rồi. Ví dụ như những cái ngày lễ thì những cái người hay quen nhau thì sẽ đi cùng nhau, là có những cái lời nói gì đó. Nhưng mà trong đây thì em cảm giác như là không có những cái đó. Rồi em hỏi ảnh. Em hỏi ảnh. Rồi ảnh im lặng. Thì ảnh im lặng. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Thì cũng mấy năm rồi chị. Trời ơi, một cô gái dễ thương như vậy mà bao nhiêu năm trời, chỉ có một mối tình có mấy tháng thôi mà còn chưa được trọn vẹn nữa. Còn em thì sao? Dạ em có hai mối tình nè chị. Hai mối tình, kể nghe coi. Mối tình đầu tiên là người vợ em. Ồ, có vợ rồi hả? Dạ em có vợ rồi. Có con dạ, chưa? Dạ có rồi chị. Mấy tuổi? Đứa lớn, nhỏ gái lớn là 15 tuổi, đứa trai nhỏ 13 tuổi chị. Hai đứa con 15 với 13. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao dữ chú. Đó, mới 19 tuổi lập gia đình. Trời đất cơ, rồi chia tay vợ bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Ở nhau được bao lâu? Ở chắc tại vì đẻ con cái năm 1 á, nhưng mà ở nhau chừng khoảng 2, 3 năm, 3 năm. 2 năm 3 năm gì đó là ly dị rồi.
con đứa, để đứa nhỏ ra mới có được có chưa đường tuổi là đi về. Trời đất hai đứa con em nuôi luôn? Dạ, hai đứa con em nuôi từ đó tới giờ luôn. Ồ, rồi hiện giờ là hai đứa nhỏ ở với ai? Em cũng có cái mẹ cho em cái đất trên nhà, có các cái nhà nhỏ kế bên là này. Trên Tây Ninh á? Dạ, Tây Ninh á. Là hai đứa cháu ở gần bà nội? Dạ, sát bà nội. À, còn em là giờ em đi làm lại, em ở với Bình Dương luôn? Dạ. Rồi bao lâu về thăm con một lần? Có khi tháng, có khi nửa tháng thì lo em đi làm, nếu đi ngang em về em thăm. Còn không có việc gì đó mới về. Coi như là hai đứa nhỏ là ở nhà riêng, nhưng mà có bà nội chạy qua chạy lại với bà nội. Dạ đúng rồi chị. À, tụi nó lo được cơm nước đồ này kia hết mọi thứ được rồi, phải không? Có được, đứa lớn nó lớn nó tự lo hết rồi. Đứa lớn là gái đúng không? Dạ. Chị gái lo được cho em trai ha, thôi cũng ổn rồi. Hai đứa nhỏ nó có ý kiến gì về việc em tiến thêm bước nữa không? Dạ không, chị đứa nhỏ hồi năm rồi còn đi học mà năm nay mới nghỉ hồi năm rồi luôn chứ. Ủa sao chị nghỉ học sớm tại vậy? Tại vì em cho đi học thì không chịu đi học nữa, kêu giờ nghỉ ra làm, kiểu nghe bà nội với lại sớm nói kêu để đi ra làm tự lập tự lo cho cuộc sống này, cho ba tự kiếm cuộc sống riêng của mình, cái lo từ nhỏ lớn lên giờ. Trời. Ý kiến nó vậy cho nên nó không chịu đi học, nó lo cho con không đi học được. Con muốn vậy đó, nó muốn tự đi làm kiếm tiền chứ nó không cần ba nuôi nữa. Dạ. À, còn em còn đi học? Dạ em còn đi học. Thôi ráng lo cho con nhỏ đi học hành nha, con gái thì tới đó cũng được nhưng mà thằng trai ráng cho nó học hành ít nhất tôi tốt nghiệp 12 rồi đàng hoàng nha. Dạ. Đừng để con nghỉ học nữa nha. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Vậy mối tình thứ hai quen chia tay đây cách đây cũng 2 năm rồi. Quen được bao lâu? Quen cũng khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó, cũng như làm ở Bình Dương luôn. Người đó thì quê ở Hà Tĩnh. Nhưng mà đi vào Bình Dương làm công nhân. Rồi trong thời gian quen tìm hiểu ở đây thì hai đứa quen nhau, về tới về quê ngoài Hà Tĩnh ngoài thì gia đình không chấp nhận, gia đình kêu nếu như mà chấp nhận hai đứa đến nhau thì vẫn chấp nhận nhưng mà với một điều kiện là con em cứ giao cho nội hay là giao cho ai cũng được, còn nếu mà em nuôi là người ta không cho đồng ý, cho nên là có nghĩa là người ta đồng ý gả con gái cho em với điều kiện là em phải giao con cho bà nội nuôi. Dạ. Còn em mà nuôi con thì là người ta không gả. Dạ đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tại bên kia cũng có đứa con trai cũng lớn rồi, với lại bên nhà người ta không đồng ý nữa, người ta nói à, là bên đó cũng gãy đổ luôn, cũng có đứa con trai riêng nữa. Dạ. Nghe hoàn cảnh của ảnh trước tiên em thấy sao cái đã, cảm nhận như thế nào? Thấy hoàn cảnh của cái anh bên đó thì cũng hơi buồn. Dạ, buồn, nhất là buồn cho hai đứa nhỏ. Thì bản thân em á là dạy về mầm non nên là tất cả cái gì á là về tốt nhất là em đều dành cho trẻ hết. Nếu như mà không cái sự việc mà giữa hai người lớn mà không quá đến mức độ mà để ly dị á thì cũng không nên lắm. Tại vì bây giờ nó thiếu thốn tình cảm á. Mà giờ ở xa cha xa mẹ nữa thì không biết cái tình cảm người bé nó như thế nào á. Thành ra là cũng buồn cho bên đó. Thì thật ra cũng may mà ảnh cũng có cái điều kiện ổn định, cũng có được cái nhà cho tụi nhỏ yên ổn để ở. Thật ra cũng có bà nội kế bên thì cũng không đến nỗi nào, cũng chạy ra chạy vào. Chứ thật ra đàn ông dù có sâu sát cỡ nào, gà trống nuôi con mà cũng không thể bằng cái sự chăm sóc của người mẹ được. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ về cái việc tình cảm ha. Thế bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cũng muốn tìm người bạn trai thì cũng độc lập, bao dung, với lại biết chăm sóc gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì chắc cao trên 1m65 là được. Rồi, vậy còn em? Dạ, em cần tìm một người phụ nữ hiểu về hoàn cảnh của em, biết thông cảm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình là được rồi chị. Thế còn cái bề ngoài hay là mọi cái thứ em không quan tâm đến chị. Mà... Có hình không em? Cho coi hình coi nè. Trời ơi, đứng sắp lớp vậy đó hả? 2, 4, ủa sao mới có 7 vậy? Đó đám cưới chị Chính em. À, cho nên cô dâu không có mặt ở đây. Đó, một vàng đó, 8 cô tiên nữ, ủa quên 7 cô tiên nữ. Đây, 3 chàng trai chọn một chàng. Tìm đi, coi cô gái là ai, cầm lên, cầm hình lên coi đi em. Con gái Út nha, đó, Út đó, với 6 bà chị, ảnh là ai? Em nghĩ nè. Tại sao chọn anh đó? Tại em thích người hút thuốc. Không thích người hút thuốc, vậy sao không chọn anh giữa? Không, anh giữa em nghĩ là ông sếp của ảnh. Ông sếp của anh hả? Ủa cái này đi uống cà phê với bạn bè đó. Rồi vậy là chỉ anh áo xanh ngồi bên tay trái. Bên đây chọn ai? Người này cũng được. Cô áo trắng phải không? Rồi để xem, nhìn về cửa trái tim. Thì tôi sẽ mở cửa trái tim này ra cho hai bạn xem cảm nhận của mình hôm nay đúng không. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Chọn anh sếp đi là đúng rồi. Trời ơi, em có món quà để tặng cho em. Cổ tưởng đâu cái anh áo trắng chính giữa là sếp của em. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn. Rồi, dễ thương ha. Xem quà quà là gì vậy cưng? Coi coi mở quà ra là gì. Này là ý nghĩa của nó là gì?
Em muốn tặng cho cái anh này là một cây viết, là khi nào mà sử dụng cây viết thì nhớ đến em. Và trong đó là có kèm thêm hai cái ruột viết nữa, ví dụ như là lúc mà hết cái thì mình có thể thay vô để mà tì hao. Rồi, còn cuốn sách? Còn cuốn sách này là nói là đời mình còn dài nên là không có gì phải hoang mang. Thành ra là có những cái câu chuyện nhỏ trong đó. Sao nó trùng hợp với hoàn cảnh của anh này vậy ta? Đời còn dài lắm, cứ từ từ bình tĩnh sống nha cưng nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Em mời em. Mời anh. Em ở Thủ Đức, ở ngay chợ luôn hay hay sao chợ em? Dạ, ngay chợ Thủ Đức luôn. Chợ. Sao luôn Bưu Điện á. Dạ. Bưu Điện Thủ Đức. Chợ đó chợ anh cũng biết, tại mới đi ngang hồi nãy đi ra đây cũng đi đường đó, nhưng đường đó hoài. Không biết. Em đi dạy chắc là chủ nhật em được nghỉ đúng không? Em dạy bên trường của nhà nước nên là thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nếu như mà tiến tới để mà có cái một cái kế hoạch gì đó thật sự á cho cái tương lai á, thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như bây giờ đã có hai bé rồi, thì bây giờ tiến tới thì gia đình nào cũng phải cần có em bé. Thành ra là anh sẽ nghĩ chuyện đó như thế nào? Vì cái lúc mà anh ly dị xong, hồi còn sống với vợ á, thì ở chung với mẹ. Nhưng mà khi ly dị xong, anh hai đứa nhỏ anh cũng cố gắng anh làm cái nhà riêng để cho hai đứa con ở. Là cái dự tính của anh sau này nếu có lập gia đình á, thì một là anh sẽ ở Bình Dương. Thì anh làm Bình Dương, đang quen công việc Bình Dương rồi. Còn hai là có thể là tùy vào cái hoàn cảnh ở lúc sau khi lập gia đình. Còn con cái thì anh cũng như coi là có chỗ để cho nó ấy ở rồi. Cái công việc của anh á thì có đi cái xe tải đường dài hay không? À không em, tại anh đi lấy hàng dòng ở Đồng Nai với ở miền Tây, mình về giao lại cho mấy cái mối bạn hàng ở chợ Dĩ An rồi với vòng vòng để thiêu rồi thôi, vòng gần nhà không. Vậy sao công việc thì anh thích làm cái gì? Anh đi làm về anh chỉ có một là anh thiêu, anh gắn tranh đá lên, gắn tranh đá theo tường á. Còn không thì chỉ nghe nhạc với hát nhạc thôi. Với lại nếu mà thời gian rảnh, nhưng mà thời gian của anh thì ít rảnh lắm. Tại vì lý do là lúc trước đi chợ ship cũng sáng đi sớm tới chiều mới về, 8 giờ mới về. Hiện tại bây giờ đang đi giao hàng thì cũng khoảng 5 giờ sáng anh đi rồi. Rồi đi về tới nhà thì cũng tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Vậy ví dụ như có một cuộc sống mới nữa thì anh sẽ chăm sóc cái gia đình anh như thế nào? Thì mình sắp xếp công việc, nếu như mình có quen một cuộc sống mới á. Tại vì cái thời gian buổi trưa của anh đi giao hàng á là sáng anh đi 5 giờ. Nhưng mà nếu cái thời gian mà trưa anh đi một mình á, cho nên là nếu anh còn giao hàng còn dư lại á, thì anh mới là đi bán lẻ ra luôn. Còn nếu như mà có gia đình thì sắp xếp cái công việc cái trưa, tại vì bữa trưa mình vẫn ở nhà. Chỉ là chiều như vậy thì về sớm, giao hàng lúc về sớm. Cuộc sống của anh nãy anh chia sẻ cũng vậy rồi, thì nếu được em thông cảm, em hiểu được thì em cho anh một cái cơ hội để bước thêm một bước nữa. Cái thời gian ở đây mình nói chuyện nó cũng không có được nhiều, nó không hiểu được hết. Nhưng mà được thì em cho cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Với lại giờ khi mà anh đi làm với những cái về mà những cái công tác xã hội á, thì anh có thích tham gia không? Nói thật lòng thì anh thích, nhưng mà lại thời gian nó không có để đi. Như đi hát hò rồi thì mình thích hát hết đầu vậy thôi. Chứ còn đi ngày rằm hay ngày 30 đầu á, chỉ có đi lên chùa thôi, chứ cũng không có đi sắp xếp thời gian để rảnh đi lên chùa thôi, chứ không có đi mấy cái hoạt động đó. Tại vì lý do không có cái thời gian để mình đi được nhiều á. Nhà em á thì cũng còn mẹ cũng lớn tuổi. Em sống với mẹ đến nay là cũng 20 mấy năm rồi, là cũng hai mẹ con trò chuyện với nhau là thường xuyên. Thì em muốn là có cái thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thành ra là khi mà quen nhau thì em cũng muốn cái người bạn của em là cũng cùng chăm sóc với mẹ. Mẹ thì mẹ hai bên, tại vì Bình Dương với Thủ Đức thì cũng gần, thì mình cũng có thể thường xuyên qua lại vậy đó. Còn thí dụ tới khi mà anh rảnh rỗi thì có thể về Tây Ninh. Cái đó thì em yên tâm đi, tại vì do anh hồi lúc trước anh lập gia đình cũng vậy, anh có anh về bên vợ là chúng ta ai cũng quý cũng mến hết á. Tại vì cho nên cái thời gian mà để mình sắp xếp mà để thăm mẹ á, nếu mà rảnh thì hai đứa có thể đi, rảnh thì có thể đi được mà. Tại vì từ Bình Dương qua bến đến Thủ Đức nó có mấy cây số à, đâu có xa đâu. Rồi ra ngoài rồi mà sao nhà tới 8 chị mà bữa nay đi có 2 chị vậy, thiệt tình luôn. Mời phụ huynh của hai gia đình đại diện vào đây ạ. Đây là bên đây phải không, họ nhà gái phải không? Này chị thứ mấy? Chị thứ 8. Chị thứ 8. Rồi mời chị. Bên đây chị của bạn trai phải không? Dạ. Hai chị đứng hai bên nè. Chị Tám giới thiệu trước là chị Tám tên gì chị Tám? Chị Tám tên là Bạch Ngọc Thùy Vi. À, chị Tám năm nay nhiêu tuổi? Chị Tám 42 tuổi. 42 tuổi. Chắc cưng em gái dữ lắm, còn đứa nhỏ chưa có gả ha. Ở nhà má hay là mấy chị kia có dặn dò gì bữa nay không? Dặn là Út đi, Út
vô díu cũng cho mình cơ hội. Cho mình cơ hội. Nhưng mà giờ với cái sự hiện diện của bạn trai bên đây thì Tám có nhận xét gì? Thấy bạn này nói chuyện nghe cũng thật. Thấy hoàn cảnh bên đó là cũng là thấy thương hai đứa nhỏ. Nhưng mà gia đình mình có ngại không? Vấn đề ngại thì mình không ngại. Quan trọng là hai bạn sống với nhau hạnh phúc là ok. Dạ. Yeah. Thế còn chị giới thiệu chị tên gì đi ạ? À? Dạ em tên Lan. Lan, chị Lan năm nay nhiêu tuổi? Em 38 tuổi. Là chị sao của... chị họ của ta của Quế. Chị họ của Quế. Dạ. Rồi chị là đang sống ở Tây Ninh hay là ở Bình Dương? Em đang ở Bình Dương. Dạ, nhận xét về Quế thì chị thấy là Quế có những cái còn có những khuyết điểm hay là những cái tật xấu gì không? Dạ em thấy em của em thì thấy cũng ổn, tại vì biết lo làm ăn. Còn hoàn cảnh của em đó thì... Hoàn cảnh của em đó thì em thấy cũng thương. Bây giờ em cũng hy vọng là như là nếu mà em này thương như kiểu cho hai bên tìm hiểu với nhau, cho một cơ hội với nhau, tặng đồng quen. Dạ, chị nhận thấy bạn gái này như thế nào? Thấy dễ thương, hiền. Thì em cũng hy vọng là cho em gái này, cho em của em là một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cho em một cơ hội ha. Dạ. Nhưng mà thật sự mọi sự cố gắng là cũng phải từ bạn trai. Đúng. Rồi còn chị, nói một câu với em gái mình luôn để trước khi mà hai bọn trẻ quyết định. Hạnh phúc là do bạn thôi. Dạ. Thì bạn cho bạn đó cơ hội tìm hiểu với nhau, tự hai người tìm hiểu với nhau để với nhau. Em đứng lên nè, nói mặt câu em trai thì cũng hiền chứ. Chị vợ tương lai coi biết đâu được. Rồi về một chị này là nói ra tới 8 chị kia lận đó. Nói một câu thể hiện bản lĩnh mình coi nè. Hoàn cảnh của em nó cũng vậy rồi, với em mong bạn gái với lại chị gia đình của mình cho em một cơ hội để bước thêm một bước nữa. Em hứa em sẽ làm một người tốt hoàn hảo nhất có thể, sẽ không để cho hy vọng mất hy vọng. Thì giờ mình biết nói gì hơn, cứ ghi nhận thôi. Ghi nhận là bạn nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Dạ. Quan trọng là bạn này. Dạ. Bạn này với bạn này, hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai chị với những cái lời chia sẻ rất chân thành nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái bước phát triển kế tiếp như thế nào. Đừng run nghe Út. Run gì Út ơi, tình yêu mà run gì Út ơi. Gia đình ủng hộ Út không? Bây giờ mình sẽ chơi một ít trò chơi nữa nha, của chương trình dành cho hai bạn. Mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài, mình đọc lớn lên yêu cầu của trong này đưa ra cho mình nha. Mời em. Rồi bạn gái đọc trước đi em. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương khiến bạn nam phải bật cười. Bình thường thì em hát cũng được, nhưng mà do mấy bữa nay á là mình thời tiết là mình giận gì. Trời ơi, hát cho vui cho người ta bật cười thôi, có phải hát biểu diễn trên sân khấu đâu. Mời em. Vỗ tay kịch lệ bạn gái. Dịch Corona hay tránh xa người ra, dịch này mà lây lan nhanh sẽ gieo khắm qua địa cầu. Cười chưa? Có chị. Trời ơi, có cười rồi, tôi chưa thấy luôn á. Vui lên. Rồi đọc yêu cầu cho nó cho chị coi. Bạn nam hãy cộng bằng nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Váy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái, rồi hát một bài tặng bạn gái, được không? Mình mới quên bài gì luôn. Trời ơi, quên bài gì, ông mới qua tới đó ông quên bài gì luôn rồi. Bây giờ xin nắm tay bạn gái trước đi. Xin phép gia đình với xin phép em cho anh. Rồi có động lực nắm phải bắt tay, nắm tay hai tay đi cho rồi cho nó chắc đỡ run. Rồi nhớ bài hát đi. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuông ba lá, áo cưới hình đôi bồ câu khăn quàng rằng đừng nói bác đâu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bác tiền. Trời ơi, đợt quá, đợt này được 5 câu rồi, có nắm tay có thêm động lực rồi. Từ chỗ đi hai bạn. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị muốn hai bạn nhìn nhau một xíu qua trái tim này, lắng động lại ha, kiểm tra xem từ nãy giờ mình trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại cảm xúc của mình. Mỗi người chỉ muốn là nói với đối phương một câu nữa thôi, nói cái gì cũng được tận lòng mình. Cảm xúc hiện tại, thích hay không thích, rung động hay không rung động, cảm nghĩ gì về đối phương hoặc là bản thân mình, cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mỗi người một câu chân thành rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Rồi mời hai bạn. Trước tiên em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho hai đứa em gặp trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hồi nãy giờ tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà mong em hiểu là cho anh một cơ hội để có thêm một cái gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ không để cho em phải thất vọng về một cái gia đình nhỏ của mình. Mời em gái, em muốn nói gì không? Em cũng cảm ơn chương trình. Vậy cảm ơn chị Cát Tường đã kết nối cho những cái tâm hồn FA. Đó là qua cái tiếp xúc với anh này thì
Em nghĩ là anh này có cái sự chân thật ở trong đó, thì em cũng cảm động về cái sự chân thành đó. Rồi, bao nhiêu đó là được rồi, chúng ta hãy tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Và bây giờ các bạn hãy đến với cái giây phút này. Đây là cái giây phút mình sống thật nhất với trái tim của mình. Chúng ta bấm nút khi thật sự có sự rung động, bấm nút khi cảm thấy đối phương thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm, bấm nút khi nghĩ rằng đối phương có thể mang đến cho chúng ta một cái khoảng thời gian bên nhau tìm hiểu thật ngọt ngào. Chúng ta không bấm nút vì lịch sự, không bấm nút vì tội nghiệp, không bấm nút vì hoàn cảnh, mà phải bấm nút vì thật sự sự rung động của ta. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý có quyền rút tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian rồi, mời hai bạn về bên đây ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình, cảm ơn đã có những phút rất là trải lòng, rất là chân thành. Thưa quý vị, không biết mọi người theo dõi trên sóng truyền hình thì mọi người thấy như thế nào, nhưng Cát Tường đứng tại đây thì cảm nhận được sự chân thành của cặp đôi này. Đặc biệt Tường rất trân trọng cái tình cảm của cô gái, mặc dù là chưa một lần kết hôn nhưng mà cô ấy có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Cũng có lẽ là do tiếp xúc nhiều với trẻ con từ nhỏ nên cô có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, rất là bao dung, rất là tình cảm, và chị rất là trân trọng. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có những ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình. Em tên là Lê Văn Đức, sinh năm 1979. Rồi, quê mình ở đâu anh Đức? Dạ, Tây Ninh chị. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Em thì làm nông không chị, làm ruộng với có đi gặt lúa thôi chị. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em thì công việc thì nhiệt tình trong công việc chị. Trời, cô vẻ chân chất thật thà, ít nói quá vậy. Em nông dân mà chị. Nông dân ha? Dạ. Có sao nói vậy? Đất nhiều không? 4 năm mẫu á chị, 4 năm mẫu á chị. Dạ. Nhà mình đông anh chị em không Đức? Dạ, nhà em 2 trai 2 gái chị. Hiện tại em sống với ai? Em sống với mẹ, với em bị gãy đổ hết lành rồi. Em bị gãy đổ hết lành rồi. Có cháu nào chưa? Dạ, em 3 đứa con. Dạ, em 3 đứa con. 3 đứa con? Dạ. Ở với mẹ hay ở với em? Em 2 đứa, bà xã em đứa. Dạ. Đứa lớn này 16 rồi. Kế rồi. Nó 14, kế nó 12. Chị ly hôn bao lâu rồi? Nay 17 năm chị, 12 năm chị. Ồ, ly hôn lâu dữ vậy rồi đó hả? Dạ. Rồi chút xíu nữa chị sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái chuyện này nha. Dạ. Rồi bây giờ chào em gái nào, giới thiệu về mình nha. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và bạn nam bên kia. Em tên Quỳnh Thị Anh Đào, em 41 tuổi. Em quê Tây Ninh, huyện Gò Dầu, ở xã Cẩm Giang. Có gần bên mình chỗ mình không? Dạ cũng gần, cũng 20 cây. Dễ cho việc hẹn hò, nghe Tây Ninh là phái rồi ha. Dạ. À rồi, em đang làm công việc gì? Em bán tạp hóa ở chợ. À, hiện tại em đang sống với ai? Đang sống với ông anh thứ hai. Ừ, ba mẹ đâu? Dạ ba mẹ em mất. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, còn điểm yếu của em là nhút nhát với chậm chạp. Hồi nãy giờ em nghe cái hoàn cảnh gia đình của anh bên này không? Dạ cũng rồi nghe. Em suy nghĩ như thế nào, em có ngại gì không? Cũng hơi ngại. Cho chị hỏi một cái, em 43 tuổi rồi, là em đã có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Chưa có trải hôn nhân. Cho nên nghe bên này có ly hôn rồi, 3 đứa con là hơi ngại đúng không? À. Bây giờ em ngại cái gì, em nói thiệt chị nghe coi. Anh có kết hôn rồi thì có con nữa, thì không biết nói sao, thì không biết nói sao. Không biết nói sao, không biết nói sao, giờ chị Tường nói cho em nghe nha không? Giờ chị Tường vẫn lớn hơn em, dù em 40 mấy tuổi chị Tường vẫn lớn hơn em. Bây giờ chị nói em nghe, trước khi em đến tham gia chương trình, em biết mình là năm nay là em nói bao nhiêu, em mới 41 tuổi. 41 tuổi. Dạ. Là em biết cái tuổi này người ta bình thường là cũng có vợ, có chồng, có con hết rồi đúng không? Mà bây giờ em chưa có kết hôn lần nào. Thì bây giờ em đăng ký tham gia chương trình, mà bây giờ em nghĩ thử coi về cái tuổi bằng em với lớn hơn em thì có cái ông nào mà chưa có gia đình, chưa có vợ có con? Cái ông nào 40 mấy tuổi mà chưa lập gia đình thì em cũng phải coi lại ông có vấn đề. Cho nên mình phải hiểu vấn đề là bây giờ cái tuổi của mình là chỉ có gặp người đã từng gãy đổ thôi. Làm gì có trai nào mà còn nguyên, còn tân để dành cho em, còn tân để dành cho em. Cho nên đâu có gì đâu ngại. Hay em muốn quen trai nhỏ hơn em 15-20 tuổi, mình không đủ khả năng. Chị Tường còn làm chưa được chuyện đó nữa mà. Cho nên là mình phải hiểu vấn đề là cái người đàn ông ở cái tuổi của mình. Còn cái chuyện về con cái thì mình phải hiểu là con nít nó không có tội. Con nít thì mình yêu thương nó, mình giáo dục, mình dạy dỗ nó thì nó sẽ yêu thương lại mình. Bây giờ văn minh rồi, không có cái gì mà phải ngần ngại mấy chuyện đó. Cái em cần quan tâm là cái người đàn ông đó ra sao, tánh tình như thế nào,
có yêu thương em hay không. Chứ còn bây giờ chị nói thẳng, lên đây giờ chưa tìm hiểu, bây giờ em 41 tuổi mà em đòi kiếm người chưa có vợ đi kiếm cho em là chắc là chương trình kiếm không ra, hiểu không? Cho nên không có gì ngại hết nha. Mở lòng ra một chút xíu để cho mình cái cơ hội, còn không cho nữa là mình hút luôn đó. Tình trường của em nè, em trải qua mấy mối tình rồi? À, em có trải qua một mối tình cách đây khoảng 3 năm. Em quen được khoảng chừng gần 1 năm rồi em thấy không hợp, không có chững chạc, không có tôn trọng người con gái. Ảnh nó nhiêu tuổi? Ảnh 44 tuổi. À, là coi lớn hơn em vài tuổi. Dạ. Ảnh có gia đình chưa? Dạ cũng chưa. Chưa luôn? Trời ơi, chưa vậy ngon quá, làm sao không ráng giữ? Ngon quá làm sao không ráng giữ? Em thấy ảnh không có biết quan tâm, không biết, không tôn trọng em nên em thấy vậy. À, là một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Dạ. Còn nguyên cái thời mà tuổi trẻ làm gì không có bộ? Tuổi trẻ thì cũng có người, có người theo đuổi nhưng mà tại không đúng gu của em nên. Trời ơi, gu em khó quá vậy. Bây giờ gu em sao nè? Giờ muốn tìm người sao nè? Người chững chạc, có công việc ổn định. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì tương đối. Tương đối. Không mập không ốm. Cũng cao mấy, khoảng 1m65. Rồi, thôi bây giờ cố gắng cho mình cái cơ hội tìm kiếm. Tuổi này còn lấy chồng còn sinh con nữa chứ. Chứ không thôi xa càng lớn càng khó sinh, thấy không? Đừng kén chọn quá. Dạ. À, nãy giờ nghe cổ chia sẻ không? Thưa, lý do sao mà mình lại ly hôn với vợ trong khi đã ba mặt con rồi? Tại bà xã em hồi đó nghe là bà mẹ rồi sanh nữa sao mà cái đi về trảnh luôn. Nhưng mà phải mình không có được cái gì đó người ta mới chê mình, người ta mới biểu con người ta ly hôn với mình chứ. Để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau nè, là em nghĩ lúc đó cái gì em chưa tốt mà để cho người ta phải vậy. Em giờ cũng biết không, cái gì giờ em không có tật gì hết, tự nhiên cái là đi vậy thôi, cái đúc đơn lên tòa thôi chứ em cũng không biết. Em đi làm vậy, em đi cài vậy, vô biết vậy thôi chứ em cũng không biết gì. Hay là tại lo đi cài quá, đi làm quá là không quan tâm vợ, không yêu thương chiều chuộng vợ, không chăm sóc vợ. Quan tâm gì chị, đi làm em có mấy phóng đó, đi phóng lúa, bữa nấu cơm thì bữa khét, bữa chín rồi. Mấy lính em nói thôi ráng ăn đi chứ cơm mà giờ bà xã không nấu, bữa dài bữa khác ăn gì nấu. Nói mà ráng ăn đi làm chứ. Bây giờ muốn tìm một người vợ như thế nào? Cái người phụ nữ của em thì kính trên người dưới biết hai bên được rồi, đâu có mâm gì nữa, đâu có mâm gì nữa. Đâu mong gì nữa, làm sao, cái gì mà bi quan vậy? Nó bị gãy đổ vậy chứ muốn cũng đâu được nữa. Nhưng mà chị thấy em có vẻ hơi vô tâm. Dạ. Đừng có đổ thừa vô công việc. Bây giờ nếu mà mình lấy một cái người vợ nữa, mà nếu mình may mắn mà mình lấy được một cái người mà người ta còn chưa có gia đình, em phải dành thời gian chăm sóc vợ. Nó phải có cái gì đó nó thì giờ phán vậy thôi chứ giờ sao vậy? Chứ bây giờ mà em vẫn đi làm rồi đi phóng lúa phóng đồ rồi em bỏ vợ em nữa, vợ em đi nữa, được không? Dạ. Giờ công việc đã ổn định chưa? Dạ em ổn định rồi chị. Chị hỏi thiệt là giờ có dư không? Để lấy vợ về, ví dụ vợ sinh con nữa thì như thế nào? Nãy em cũng không biết bệnh tên gì, nó nhỏ quá em cũng không nghe. Đó. À, em tên anh Đào. Cứ nuôi Đào hết đo quãng đường này lại cũng được thì hết đo quãng đường này lại cũng được chị. Ngộ lắm, có những cặp ly hôn á, không có tiền cũng ly hôn, mà có tiền cũng ly hôn luôn. Nhưng mà dù sao có tiền vẫn đỡ hơn không có tiền. Nhưng mà phải có quan tâm, ví dụ đi làm về một ngày cũng phải hỏi hôm nay em nhà em làm gì đồ. Em nhớ anh không, hoặc là anh nhớ em, anh ở ngoài ruộng thấm ruộng mà anh nhớ em gần chết. Anh ở ngoài ruộng thấm ruộng mà anh nhớ em gần chết, gần chết. Ví dụ vậy. Em nhưng mà chỉ mong được vậy chị, mà không có. Mà em có làm được vậy không? Được chị. Em có nói được vậy không? Được. Thí dụ bây giờ kết hôn thì đương nhiên là mình sẽ về nhà chồng, phụ chồng mừng công chuyện. Hoặc cũng có thể mình cũng mở tại tập quá mình mừng. Có vấn đề gì không? Em có ngại ngùng gì không? Ồ, cùng Tây Ninh gần chết. Em không biết nói sao. Cái gì mà cứ không biết nói sao hoài, mình nghĩ sao nói vậy đi. Mong ước của em là có chồng thì về nhà chồng, thì nếu mà có điều kiện thì ra buôn bán. Thôi giờ cô này cô nói nhỏ quá, bây giờ mà cứ che vậy hoài là cô nó nói không có nghe được đâu. Bây giờ mình mở cửa trái tim đi để mình nhìn mặt mình nói cho nó dễ, đúng không? Nhìn được cái khẩu hình nha. Mở cửa trái tim. Tan 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 tan. Tặng liền, tặng liền. Đưa qua trái tim nó luôn. Trời, anh tặng vậy thôi hả? Nói một câu cho nó dài dài chút coi. Món quà đầu tiên anh tặng em gì đó đi. Món quà đầu tiên anh tặng em. Em cũng có quà nhỏ tặng anh. Trời ơi, cặp này tôi phải đi theo, tôi đối thúc. Rồi, ngồi xuống đi. Coi người ta tặng quà gì, khui qua nè, cảm nhận rồi, cảm ơn người ta đàng hoàng nè. Khui luôn hả chị Tiền? Khui luôn. Quà,
Cái này là gì em cũng không biết. Cái đó anh không biết gì luôn hả? Dạ. Hỏi người ta đi, hỏi em đi. Đó cà vạt á anh. Cà vạt. Biết cà vạt không? Dạ biết chị. Trời ơi, mà ông nói cái này cái gì không biết hết hồn. Em thấy cũng lạ lạ. Em chưa có bóp luôn. Hỏi coi có ý nghĩa gì không? Cái này có ý nghĩa gì em? Thì ý nghĩa là đàn ông đeo cà vạt lên rất là lịch sự và sang trọng nên em thích như vậy. Lần đầu tiên em thấy anh, em có cảm nghĩ gì không? Nghĩ gì anh? Em thấy anh cũng cũng hiền, thật thà. Thấy cũng vui vẻ. Còn anh thấy em sao? Thấy cũng được. Tôi nói cho nghe cái cà vạt này đó. Dạ. Ý nghĩa nó đeo vô nó đẹp không nói gì rồi. Dạ. Mà ổng làm ruộng, ổng đi phóng ruộng không, ổng lẽ đi ra bằng ruộng đeo cà vạt. Cà vạt này có ý nghĩa là kết hôn đó, chú rể mới mang cà vạt, đúng không? Dạ. Cái cà vạt này là ta chồng vô cổ là lôi ông đi đâu là ông phải đi theo luôn đó. Dạ. Sợ không? Sợ. Sợ không? Dạ. Có đi theo không? Dạ. Dạ đi chị. Đi nha. Dạ. Rồi hy vọng tới ngày đám cưới lấy cà vạt đeo vô nha, chụp hình cưới đeo vô nha. Dạ. Rồi, thôi bây giờ vậy. Ủa chết cha, tôi cũng quýu với hai người luôn, tôi quên coi hình, tôi dẹp luôn đi. Bây giờ thì chị Tường xin mời hai bạn để cùng thưởng thức một cái bữa ăn trưa của chương trình. Mình vừa ngồi ăn trưa, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Nhớ là trò chuyện với nhau thiệt là kỹ vô ha. Hỏi vô, em đừng có ngại gì hết trơn á. Mình hỏi rõ, mình biết nhiều thông tin, mình không thiệt thòi. Mình không hỏi, mình không nói á, là chị Tường không biết đường đâu mà rờ. Để mà chị Tường, Tường là luôn đứng về phía chị em phụ nữ. Cho nên là mình phải cần gì mình cứ nói ra. Giờ chị Tường ra ngoài ngồi nha, hai bạn cứ nhiệt tình nói chuyện với nhau được không? Dạ được. Rồi. Anh ở Bến Cầu hả? À, là Bến Cầu. Anh ở khúc nào? Ở ngã ba An Thạnh vô. An Thạnh. Khu đó em cũng rành luôn. Dạ. Ngay chỗ cầu rồi giờ ngay chỗ huyện đi xuống á. Ủa gì? Đường đi về cửa khẩu Một Bài á. À, em biết. Đường bên ba xã cánh tay của Trắng Bàn á. À, đường đi lên Trắng Bàn á. Ừ. À. Nó đi qua tắt qua bên Trắng Bàn cũng được. Còn à, đường đi về ngã tư khẩu á. Anh nói anh có ba người con. Ừ. Rồi hai người con là hai đứa kia thì mẹ giữ hả? Không, anh giữ con anh, hai đứa lớn thì ở bên anh, còn đứa nhỏ thì ở bên mẹ. À. Nhà em đông anh em không? Nhà em 5 người. Em thứ mấy? Em thứ 5. Thứ 5 à? Úc luôn hả? Em kế Úc. Mấy anh chị có gia đình hết rồi? Dạ, mấy anh chị kia cũng có gia đình hết rồi. Em ăn ấy? À, dạ. Ăn cũng ăn. À. Nãy em nói 41 tuổi hả? Dạ. Sao mà không có gia đình? Kén trọn lắm mà tao tới thở chờ à. Nếu có gia đình là em đâu có ngồi đây chị. Rồi anh có thường có đi qua cũng Cẩm Giang lần nào chị? Có đi hoài. À, đường đó thì nó cũng ít đi, có đi bên ngã ba Đất Sét rồi đi làm ở bên đó. À. Anh nãy nói là anh ly hôn 12 năm hả? 12 năm. Rồi anh mong muốn người phụ nữ của anh như thế nào? Biết tính trên người dưới được rồi, biết không? Cha mẹ hai bên, anh em, cô chú, bạn bè được rồi.
nhiêu đó. Quan tâm chăm sóc mới được à. Rồi anh làm vậy anh có anh làm nguyên ngày hay làm buổi? Làm ruộng hả? Làm buổi này lấy nước rồi giờ làm cũng mướn người ta làm không chứ nhà có làm đâu. Có đi đi gặt lúa, đi mới đi chiều về. Ở nhiều thì làm nhiều, ít thì làm ít. Nhiều thì tấu. Anh ly hôn từ 12 năm nay là chưa không quen ai nữa hả? Thì cũng có quen chứ không có. Quen nói chung cũng không có không có hợp nữa rồi cũng không có quen nữa. Rồi anh thấy em sao? Anh thấy cũng được. Cũng vui. Kế hoạch kết hôn làm dâu sinh con phát triển kinh tế. Em nghĩ sao? Kế hoạch kết hôn làm dâu sinh con phát triển kinh tế. Em thấy thì bình thường. Bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác thì em mong muốn sau này em nếu mà em có gia đình thì em sinh một đứa con vậy đó. Con trai hay con gái? Con nào cũng là con nào cũng được. Rồi làm dâu. Làm dâu hả? Làm dâu thì không, em làm dâu thì bình thường thôi. Không có ngại gì hết. Em ở Cẩm Giang ngay chỗ đó xã luôn hả sao? Em ở ấp Cẩm Long. Cẩm Long hả? Nhà em bán tạp hóa lớn không? Em bán ở chợ. Bán tại chợ luôn? Dạ. Nhà em thì trong hẻm nhưng mà ra chợ em bán. Chạy ra chợ khoảng 5 cây. Đâu, khoảng 1 cây chứ. Okay. Anh giờ thì có gia đình rồi gãi gánh giữa đường vậy á. Bây giờ ba đứa con vậy. Em có ngại không? Em cũng hơi ngại chút xíu. Ngại sao? Thì hơi ngại ra anh thì đổ dở có con thì hơi khó lòng chút. Khó lòng gì? Con em thương nó thương em chứ có gì đâu khó lòng. Nó nhỏ. Ông lại dắt tôi đi theo hay gì? Cái gì mà im gu bà gù vậy trời? Ngồi không nghe gì hết trơn vậy? Em cũng quýt nói chuyện. Nãy tôi dặn rồi, bây giờ mình phải chủ động chứ bây giờ làm sao? Bây giờ người ta còn rụt rè, ta chưa có gãy hôn nhân lần nào, mình phải thấy chứ? Dạ. Hồi nãy giờ tìm hiểu được gì chưa? Dạ cũng được chút chút. Chút chút à? Dạ. Thấy ổn không? Dạ ổn. Còn thấy thích không? Thích. Trời ơi, thích thì ông phải cố lên chứ bây giờ không lẽ giờ ai đưa tới cho ông hưởng luôn cái gì trời.
khổ tâm ghê vậy đó. Nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với anh với mẹ. Có anh có mẹ luôn? Dạ. Ồ hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em ruột á hả? Dạ. À rồi nếu vậy thì bây giờ mình sẽ mời cả đại diện gia đình hai bên vào để mình xin ý kiến của người thân quý vị nha. Dạ con xin chào cô. Vậy là cô là đây là phụ huynh, đây là mẹ đây đúng không? Đức. Dạ mẹ của Đức. Rồi mẹ anh hai. Anh hai. Rồi chú bác. Chú bác. Chú bác là sao? Anh em chú bác. À anh em chú bác. Còn chị? Chị dâu. Chị dâu. Chị dâu là vợ của anh hả? Dạ. Anh hai, chị hai. Còn em? Em là em gái. Hả? Em ở xóm. Em cùng xóm. Trời ơi có đủ luôn. Có mẹ, có anh em ruột, có anh, có chị dâu, rồi có là hàng xóm, rồi có anh em chú bác nữa. Coi như là đầy đủ hết trơn mọi người. Vậy thấy không? Chứng kiến mới thật tình. Dạ, chứng kiến mới thật tình. Hôm nay là quyết đi hỏi vợ ha. Rồi em là... Em ruột. Em ruột. À, em ruột là em năm nay nhiêu tuổi, em tên gì? Dạ, em 39 tuổi. Em 39 tuổi, có gia đình em chưa? Em tên Thi. Có gia đình tình chưa? Em đổ gãi rồi. Cũng đổ gãi luôn. Chà, rồi xong chương trình chị lo cho chị em xong rồi em lên luôn nha. Không có chồng nữa hả? Sợ quá rồi hả? Trời đất. Nhưng mà phải ủng hộ chị có chồng nha không? Dạ. Nha, đừng có tiêm nhiễm vô mấy cái điều đó là vợ chị không dám lấy chồng. Có muốn chị lấy chồng không? Tùy chị. Trời ơi, tùy chị luôn hả? Rồi, được rồi, một hồi mình tính sao. Rồi, bây giờ thì cho các tường hỏi cô trước nha. Thế hồi nãy giờ là cô cũng ngồi lắng nghe trên đây hết. Mặc dù hai cháu là nói chuyện hơi nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà cô cũng thấy, cô dòm đó. Rồi bây giờ là cái cô thấy làm sao? Bữa nay cô cảm nhận của cô làm sao? Hả, con chọn là cô cũng con chịu được, cô cũng chịu. Con chịu là cô cũng chịu. À, cô là giờ có sống chung với Đức không? Thì có hai mẹ con chứ có ai đâu. Dạ, rồi năm nay là được cháu. Năm nay là cô nhiêu tuổi? 65. 65. Rồi cô còn mận không hay là cô nghỉ rồi? Ở nhà, nhà có cơm nước. Cơm nước cho Đức với là hai đứa cháu. Ừ. Dạ. Hai đứa cháu đi học. Dạ, rồi cô có tiêu chí gì kiếm con dâu như thế nào không? Cô nói từ nghe với coi nè. Cô muốn làm sao? Thì chọn dâu mới đi, mới xuống đây. À, chọn dâu mới xuống đây. Ừ. Rồi bây giờ bữa nay cô thấy anh Đào cô nhận xét sao nè? Nãy giờ ngồi dưới hãy cô có ưng không? Hãy giờ con chịu, hai đứa chịu nhau không? Dạ. Hai đứa chịu nhau không? Trời, hai đứa chịu nhau không? Hai đứa nó phải tìm hiểu chứ bây giờ nó trả lời liền đâu có được. Nhưng mà giờ cô chịu chưa? Bây giờ cô thấy anh Đào vậy cô nhận xét sao? Cô thấy ưng không? Hay là cô còn cái gì thắc mắc nữa không? Thì cô thấy được đó. Cô thấy được rồi ha. Dạ. Là chỉ cần thâu vợ này 12 năm rồi. Bởi vậy mà không chịu kiếm ai hết. Là kiếm gì tao có biết thương con mình không? Dạ. Là coi như là cô cũng ủng hộ là biểu Đức đi kiếm vợ đúng không? Dạ. Đúng. Thôi có gì chứ biết chết giờ nào vợ đó. Dạ. Thôi nếu đợt này mà lấy được vợ không mấy cô giúp đỡ ngang rồi lo cho hai đứa cháu giùm nha. Cho Đức có thời gian lo cho vợ ngang. Thì nhà đó nó hưởng chứ cô cũng đâu có hưởng đâu. Ba nó cũng mới chết nay mấy tháng rồi. Dạ. Rồi. Giờ không có ai có vợ đằng cơm nước đâu, dòm ngó đâu trong nhà. Dạ. Rồi bây giờ thì cho Tường hỏi anh nha. Ta nói là quyền huynh thế phụ, ba trong gia đình ba cũng vừa mất. Thì bây giờ anh cũng như là đại diện anh hai lớn cũng như là ba vậy đó. Trong gia đình thì anh hôm nay anh tham gia chương trình, anh cũng theo dõi từ nãy giờ. Thì không biết là cái suy nghĩ của anh, cái cảm nhận của anh hiện tại như thế nào ạ? Thấy giờ em mình nó cũng yêu cầu mình thì thôi, mình cũng anh nó kêu thôi anh chị sáng xuống với chị xuống dưới này. Dạ. Chị cũng nhận là mai là máu. Thì trước là em cũng cảm ơn chị. Thì giờ hai đứa em thì nó thận thảo với nhau, thì nó đến với nhau thì mình rất là vui. Giờ em mình thì có gia đình rồi, còn bên đây thì chưa có gia đình, đó cũng rất là điều tốt chứ không có gì hết. Cũng gia đình cũng không muốn y vậy. Dạ. Chứ bây giờ ở bên đây nó con, bên đây nó có con này con kia nó cũng rất là khổ. Dạ. Thì gia đình thì cũng có ăn cũng đầy đủ chứ cũng không có là thiếu thốn cái gì, cũng không có sợ cái gì. Dạ. Em thì nó ốm yếu hơn một chút. Dạ. Thì đâu cũng bật cái này bù qua cái kia. Dạ. Mình cũng không nói thì thấy cũng được, thấy cũng hiền mà không biết nữa ra sao. Dạ. Cũng chưa biết giờ giận mặt của mình đâu biết tấm lòng có ra sao đâu. Dạ. Hầu ông già mình còn sống thì không muốn kêu nó đi cưới vợ đi, ba lo cho. Chị đứa tao chết ai lo cho mày? Rốt cuộc mấy tháng ba mình cái chết tháng 11. Dạ. Tới vợ. Dạ. Không nó không được vậy rồi ba cũng chết rồi. Thì đâu mắt cũng buồn. Nói cũng thương cha thương mẹ lắm. Dạ. Thương cả anh em nó bốn anh em. Hai trai hai gái. Bây giờ nhờ chị thì mấy mau gả cho mai, em này là mai là máu thì mai cho hai đứa em có gì mang ơn. Cũng mang ơn dạ, chị dạ, chị. Dạ rồi bây giờ cái cô
cô này thì cô có hơi rụt rè đó, cô ít nói hơi rụt rè, cô cũng hoang mang nhiều thứ quá thôi. Bây giờ để nghe nè, giờ em nè, mình cũng là nhỏ nhưng mà dù sao mình cũng là người gãy đổ rồi, mình có kinh nghiệm tình trường nhiều rồi. Giờ em phát biểu cái cảm nghĩ của em coi, nãy giờ bên đây thì nhà trai họ rất là trân trọng, họ đi cả đại gia đình luôn, thấy không? Thì giờ phía mình nhà gái một mà đó, thì bây giờ nãy giờ thì em cảm nhận, em suy nghĩ em sao? Cảm nhận em thấy gia đình cũng chân thật tốt, nhưng mà cái chuyện mà hôn nhân của chị em thì tùy vào chị thôi. Em không có ý kiến, nhưng mà em đi theo mình ủng hộ chị mình thì mình cũng giống như chị Tường, nãy giờ chị Tường cũng nói để mà mình cho nó cho cho chị đã thông cái tư tưởng, cái ý của em á là thì thấy gia đình cũng tốt, cũng chân thật, cũng thật sự muốn cưới vợ, cũng thích chị em, nhưng em cũng cảm ơn điều đó. Nhưng mà cái phần chị lựa chọn là quyền của chị, em không ý kiến. Cái thứ hai là để cho chị suy nghĩ, sợ theo em, bản thân mình theo sợ em cảm nghĩ cho chị, em sẽ suy nghĩ. Đó là theo ý kiến em vậy. Chị sẽ suy nghĩ, chị còn rụt rè, chị còn suy nghĩ hơi rụt rè đúng dạ, không dạ. Bình thường chị cũng nhút nhát rụt rè vậy dạ, hả dạ, dạ. Rồi thôi thì có mọi... gì liên lạc sao này. Dạ mọi thứ nó đều là cái nhân duyên hết dạ, dạ. Nhưng mà giống như chị Tường nãy cũng chia sẻ đấy, em cũng thấy đó, gia đình người ta cũng rất là đàng hoàng nghiêm túc, đại gia đình đã kéo lên đây mình cứ tìm hiểu, mình tìm hiểu cho nhau cái cơ hội. Tại thật ra chị nói cơ hội nó không đến nhiều lần và như chị cũng nói từ đầu rồi, để tìm một cái người mà trúng cái ý tiêu chuẩn mình đưa ra, chưa vợ chưa con hay gì như cái ý của mình, thật ra nó cũng khó lắm chứ không có dễ đâu. Ở ra cũng rất là khó luôn. Thôi thì mình cố gắng nhiều hơn ha. Vậy em muốn nói gì nữa không? Em muốn hỏi gì gia đình không? Mạnh dạn lên, có gì Tường đứng đây rồi, mạnh dạn lên. Có gì nói. Hỏi để hiểu, hỏi để hiểu. Làm chứ không thương không. Đúng làm, rồi, không phải hỏi. Được. Hỏi để hiểu. Em biết nói gì mà. Mình đang có lo lắng điều gì, băn khoăn điều gì không, hay là mình muốn tìm hiểu cái gì đó về gia đình này hay không? Em không biết nói. Em cũng phải nói gì không? Con bé rụt rè thôi thì bây giờ chị nè, chị dâu đi, em hỏi chị dâu mấy câu đây, còn là đó, chị dâu mấy câu nè. Đó thì mình là cũng là một gia đình, người ngoài rồi mình bước vào gia đình này làm dâu chắc là cũng nhiều năm rồi hả chị ha. Chị tên gì? Tên Thúy. Chị Thúy có gắn micro không vậy tụi em? Có mẹ đó hả? Giờ mình gắn cho chị một chút cho hỏi vài câu được không? Rồi xác mẹ vô nói lớn giùm chị ca ha. Rồi bây giờ chị Thúy nói lớn giùm em nha. Theo như suy nghĩ của chị cũng là một cái người phụ nữ, chị theo dõi cái cuộc trò chuyện đây nãy giờ thì ý kiến của chị như thế, chị thấy như thế nào? Chị thấy em thấy chị này cũng được. Em thích là... Dạ rồi, như vậy thì bây giờ Tường cũng cảm ơn gia đình của mình, gia đình hai bên nha. Mọi chuyện thì còn ở phía trước, mình cũng phải tôn trọng quyết định của hai đương sự. Rồi, chị Tường cũng sẽ cố gắng mình vun đắp thôi, còn quyết định là của họ, mình đâu có sống thay cuộc đời của họ được à, đúng không ạ? Dạ con cũng cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn anh chị, cảm ơn hai em nha đã đến tham gia với chương trình. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ngồi phía dưới để theo dõi câu chuyện ở trên này. Dạ cảm ơn gia đình của mình ạ. Rồi chị cảm ơn em luôn nha. Rồi tiếp tục cho hai bạn. Ấy mẹ thấy thương ghê không? Đứt dép luôn, đi dép không luôn. Đi coi dâu đứt dép luôn á. Đi coi dâu mà đứt dép luôn á. Ai da. Rồi bây giờ thì cả hai bạn là khá rụt rè. Nên chị Tường muốn cho nó có gì đó nó có cái sự va chạm chút xíu coi. Người ta có cảm xúc gì hay không người ta mới được chứ vậy người ta không chọn đâu ạ. Bây giờ em đứng lên. Em đứng lên nè, giờ mạnh mẽ tiến qua bên bạn gái nè, mời bạn gái đứng dậy nè, xin phép nắm tay cổ cái nè. Rồi từ từ rồi tới đó đi rồi tôi tính tiếp. Tập nói cho nó quen nè, tập làm nữa nè. Cho anh nắm tay không? Đứng lên đi cưng. Rồi bước xích ra luôn, hai người đứng nhìn nhau cho nó. Rồi giờ nói gì nói với cổ đi. Em có thể mở lòng ra đón ba cha con anh không? Để cho em suy nghĩ. Chứ em nắm tay anh sao? Em thấy chưa có rung động lắm. Nói chung anh gãy đổ hết một lần rồi. Chứ giờ mình bước tới nữa cũng phải lo lắng cho em chứ.
Anh thì nói chung nông dân không có lời lẽ nhiều. Chứ cảm nhận của em sao? Thì cảm nhận của em thấy anh cũng người chân thật, hiền, cũng ít nói giống em, nhưng mà nhưng em sao em thấy chưa, em cảm thấy chưa có rung động, chưa đúng có đúng gu của em. Mình thử đâu mình hứa hẹn gì coi, nếu như em cho anh cơ hội thì anh sẽ sao sao đó, thí dụ vậy, hay là gu của em sao? Gu của em sao? Gu của em thì em thích mâm, gu của em là một người kinh doanh giống em vậy đó. Em không thích người làm khác ngành của em. Nói chung là ở bên anh thì dân thì nói chung cũng ít chứ cũng không nhiều, thì chỗ nào sống được thì cứ sống chứ. Trời, ông nắm tay cũng hồi hộp thấy sợ. Em cứ mở lòng đón anh đi, anh sẽ bù đắp cho em đoạn đường sau. Để đó tính sau em. Dạ. Thì em suy nghĩ lại. Dạ. Rồi, được rồi, về chỗ đi. Rất là ai cũng rất là chân thật, rất là thật thà, dễ thương. Bây giờ nè, thêm cái thuyết phục nè, biết hát hò gì cho vui không nè? Chứ không. Nhìn ông buồn quá không ơi. Em không biết. Không biết hát. Dạ. Rồi mình làm rượu khỏe lắm phải không? Dạ. Biết hít đất không? Dạ, cũng tạm được. Hít vài cái cho ta coi mình mạnh khỏe không? Nhiều khi ta bệnh hoạn ốm đau, ta ốm yếu ẩm chạy vô bệnh viện có nổi không? Em thấy ẩm nổi. Làm đi, tôi cho cơ hội đó chứ, bây giờ là tôi thấy là khổ tâm ghê vậy á. Trời ơi, làm rượu chắc ra bờ đê là cũng hít đất dữ lắm á. Được ha, ba con vẫn còn khỏe ha. Đó, còn sức. Rồi, được, đẻ phà. Thôi nói với chị Tường nói nghe nè, chị Tường cũng rất là quý em luôn, rất là trân trọng em luôn. Chị Tường cũng rất là trân trọng những người phụ nữ và tất cả mọi người mà đến tham gia chương trình. Thì thật sự luôn là bà Mai sẽ cố gắng hết sức để khai thác để cho các bạn tìm hiểu nhau. Còn cái quyền quyết định vẫn là của các bạn, bởi vì á, cuộc đời của mình là mình tự quyết định, mình chỉ tạo điều kiện thôi, chị khai thác hết. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, bây giờ là nãy em nói giờ em nuôi anh Đào cứu hết đời luôn còn được nữa, thì bây giờ chị hỏi thiệt là mình mừng ruộng công việc, tại vì bạn Đào đang lăng tăng về cái kinh tế, bạn ấy là cái dân kinh doanh mà ăn bán, bạn thích dân bán, bạn không thích cái dân mà làm cái nghề khác của bạn đó, đây là dân buôn bán, đây là mình là dân làm nông, chân thất chất chất phát thật thà. Và thật ra chị cũng chưa hiểu làm nông vậy, thí dụ cho hỏi thiệt thu nhập một tháng mình được nhiêu? Ba tháng mới có thu nhập thì... có nghĩa là ba tháng mới thu hoạch một lần. Dạ. Rồi là ba tháng thì thu hoạch được nhiêu mà mình đòi nuôi người ta tới cả của quản rồi còn lại nghe cho chị Tường biết coi nè. Thì mẫu là cũng được mười mấy hai chục triệu chị. Tính tới từng mẫu vậy đó mà. Dạ. Có mấy mẫu? Dạ cũng được 4-5 mẫu chị. 4-5 mẫu. Dạ. Rồi là coi như ba tháng cứ thu hoạch một lần. Dạ. Một mẫu vậy là mười mấy hai chục triệu. Dạ. Nói chung tùy theo giá lúa lên xuống chị. Rồi có những năm cũng có những năm mừng ruộng mà nông dân người ta thất mùa, rồi sao mình có mừng ăn cái gì thêm không, có phụ có làm được gì thêm không? Có, em có máy phóng á chị. Có cái gì? Gặt lúa chị. Máy phóng gì hồi nãy hả? Tôi cũng không hiểu máy phóng là gì luôn á. Máy xúc lúa đó chị. Thì sao cái đó là mình đi gặt cho người ta chị. Ngoài làm cho mình thì mình đi làm thêm cho người ta nữa. Dạ. Hiện tại là nuôi hai con ăn học, nuôi mẹ là ổn định, ngon lành. Dạ. Có dư không? Có để dành được tiền lấy vợ chưa? Dạ, cũng có chị. Đó, phải không? Đó thì chị hỏi vậy cho biết. Rồi, thôi bây giờ là quyền của hai em nha. Một lần nữa chị cũng nói với anh Đào luôn. Nãy giờ nói cũng nhiều rồi. Tôn trọng cái suy nghĩ của em. Nhưng mà mình thấy là đôi lúc mình cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Hãy cho mình cơ hội nếu như có thể. Còn mọi sự là quyết định là do các bạn hết. Nắm tay cũng rồi, trò chuyện cũng rồi, ăn uống cũng rồi, ý kiến người thân cũng rồi, tôi là hết sức hết trách nhiệm rồi nha. Rồi kéo ghế xích vô, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại, kéo ghế xích vô xíu cho nó tới nè, suy nghĩ cho thật kỹ nha.
sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau thêm, hẹn hò với nhau để qua lại, tôi thấy hai người ở Tây Ninh là dễ đó. Mình cho thêm cơ hội thì mình bấm mạnh. Còn nếu mình cảm thấy thôi không phải gu, không phải, giờ có tìm cũng không hiểu, thì đó là quyền mình lấy tay ra nha. Tôi trân trọng quyền của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Một, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Hãy cảm nhận xem suy nghĩ của mình đang nghĩ điều gì. Có tương lai không? Có hy vọng không? Có đáng trân trọng, đáng cho cơ hội hay không? Hai, và ba. Hết thời gian. Ủa ông làm nông mà ông bấm gì mà tôi thấy ông bấm mà cái đèn không đỏ nổi vậy? Có bấm không vậy? Dạ có. Có mà cái đèn không đỏ nổi luôn á. Bấm lại thử coi. Trời đất ơi. Rồi sao em gái không bấm? Tại vì em chưa có rung động. Em vẫn là cái câu nói đó, vẫn chưa có rung động. Là vì anh ấy làm ruộng hả? Em không muốn làm ruộng. Có con. À vì anh có con. Em ngại. Em ngại. Thôi thì chị rất là tiếc, thật sự hôm nay Tường cũng rất là tiếc. Tường, mọi người xem này, mọi người cũng thấy là Tường cũng đã cố vun vén vào cho cặp đôi này, nhưng thật ra mình cũng không ép được. Mình không thể nào ép được đâu quý vị. Tại vì họ phải thật sự có cảm xúc, họ đến với nhau thì nó mới đẹp được. Và mọi thứ ép buộc thì nó sẽ không có được. Mình người ngoài thì mình có thể nhìn bằng cái sự quan sát, cái lý trí thì mình thấy là có thể phù hợp. Nhưng mà cái tình yêu mà, nó là cái lý lẽ của con tim, mà cái con tim thì nó khó điều khiển được lắm. Thôi thì hôm nay có thể là cái may mắn nó chưa đến với các bạn trong cái tình duyên. Nhưng mà qua cái chương trình này thì Tường nghĩ rằng là tại sao Tường hỏi kỹ thông tin của hai bạn. Những ai đó đang theo dõi chương trình mà cảm thấy mình phù hợp với một trong hai cái đối tượng trên này thì mình cũng có thể gửi thơ về cho chương trình để mình xin được kết nối. Và Tường cũng hy vọng là các bạn là đều là những người đáng được yêu thương. Ly hôn hay là ba con gì cũng không phải là vấn đề đâu. Tại mình chưa tìm được đúng cái người thôi. Ngay cả em cũng vậy. Tuổi mình cũng rất là lớn rồi. Hãy ráng đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, dạn dĩ hơn để mở rộng cái mối quan hệ thì mới dễ dàng tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình nha. Yeah.